Vâng, và với những sản phẩm như đèn LED P5 và P10 thì công ty chúng tôi sẽ bảo hành 1 năm cho quý vị. Và nếu trong quá trình sử dụng gặp bất kỳ vấn đề gì thì Bảo Long sẽ cử một đội kỹ thuật viên xuống tận nơi để có thể xử lý miễn phí. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh của công ty nội thất Bảo Long. Và công ty chúng tôi ngoài cung cấp các sản phẩm về nội thất và gia công phòng hát thì chúng tôi còn cung ứng cho khách hàng những sản phẩm về đèn LED trang trí sử dụng loại LED P10 hoặc P5 như các bạn đã thấy trên hình. Với việc sử dụng đèn LED, chúng ta có thể phát bất kỳ hình ảnh gì mà chúng ta mong muốn. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật nhất khi nó có thể phù hợp với tất cả các phong cách hiện nay. Ngoài ra, với khả năng chống nước thì loại đèn này còn được sử dụng để làm biển quảng cáo ngoài trời. Nhiều cửa hàng sáng tạo hơn còn sử dụng ở các bậc thang hay trong phòng lễ tân. Với giá thành rẻ thì đèn LED thật sự là lựa chọn hàng đầu cho phòng hát karaoke, giúp phòng hát trở nên thu hút, bắt mắt hơn, tăng trải nghiệm của khách hàng khi đến giải trí. Và nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm như đèn LED hay là nội thất karaoke, anh chị hãy nhấc điện thoại và gọi vào số 0931 252 333 để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể giúp quý anh chị tìm ra những sản phẩm ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Và tôi là Nhật Nam, đến từ nội thất Bảo Long.